là Khang đâu là ba không? Để ý nha, Khang thì đang uống một ly nước cam, còn ba của Khang thì đang uống một ly cocktail đó mọi người. Trong bức tranh này cũng có rất nhiều cá, bởi vì khi mà Khang tới biển thì Khang cũng thấy rất nhiều cá và san hô luôn đó mọi người. Sở lý nhất thải với công nghệ cảm thấu ngược tiên tiến nhất, M.D.K có thể